bé mèo đang ngủ. Hai bốn sáu bảy tám chín bạn thứ mười, rồi gián tiếp bạn số mười là gì đây? Rồi rất là rồi, chúng ta cùng xem cái thẻ bài của bạn số mười nào. Bạn số mười là bạn rest, có nghĩa là đang ngủ, đang nghỉ ngơi. Rest nghĩa là nghỉ ngơi. Và chúng ta sẽ cùng xem coi là giống như mình không nhé. Thương thật sự coi nè. Úi cha coi nè, cái mặt dễ thương cho nè. Wow trời ơi, dễ thương thật sự luôn á. Mặt ngủ nè, mê chích. Còn cái mặt của bạn này nè, là đang nhìn của người bạn bên cạnh à. Hai người bạn đang nhìn nhau so cute luôn. Dễ thương lắm. Bạn đang ngủ. Trời ơi, thích quá. Sao mà dễ thương như vậy? Không sao. Mechanical. Nó có cái phần để có cái giá dưới này. Cái đuôi. Để cho làm cho nó đúng. Đuôi đầu kia. À, có cái chỗ để cái đuôi nữa nè. Dễ thương quá dọ. Rồi phải gắn vô cho nó dính nè. Nó rất là chắc luôn á. Trời ơi, nó chắc đùi luôn á. Mà nó nằm như thế này. Anh yêu cô này nằm. Rồi tiếp theo chỉ còn hai hộp nữa thôi. Ủa rồi cái special edition của nó là cái gì vậy? Trời ơi. Mình thu luôn con lại nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lần lấy ra luôn. Thái này giống như cam nhau rồi đó. Thái cam. Quan trọng là hai cái bịch nè. Thì mình sẽ lấy hai cái thẻ bài ra. Đây. Thì ra ngoài cái hộp nó đã giới thiệu rồi, tại mình không để ý á. Ở ngoài cái hộp nó có ghi cái nhân vật Sakura là biết từ đầu rồi nè. Nó có ghi cái nhân vật gọi là Muta nè. Mata. Sakura. Hai nhân vật này đã biết từ đầu rồi. Có nghĩa là ở ngay cái hộp này nè, nó đã nói rõ là nhân vật nào là cái nhân vật cuối cùng này là nhân vật special rồi. Nhưng mà bên hông thì nó không ghi vậy. Quỷ à. Thì nó sẽ có ghi là mình một cộng chứ. Mình ta hiểu lầm. Đây. Special của chúng ta đây. Special edition. Đây là cái can của bạn special edition. Bạn Mata. Đây là bạn Sakura. Sakura. Kiu, bạn Sakura là con gái. Bởi vì bạn là con gái cho nên bạn có một cái nơ sau đây nè. Đó. Và bạn có những cánh hoa đào đang rước lên trên đầu của bạn. Cái nơ này chắc là nơ của bạn. Còn ở đây là cánh hoa đào đang rước lên cho nên bạn mới nheo một mắt lại. Bởi vì nó rước lên hết hồn. Và cái can màu hồng. Can màu hồng rất là con gái luôn. Oh yeah. Đây là một bộ sưu tập rất là dễ thương. Đúng không mọi người? Giờ chúng ta đã xem xong được 12 chú Neko, chú mèo rất là dễ thương rồi. Các bạn mèo, chào tạm biệt nào. Bye bye. Chú. Bạn Xuân chào tạm biệt mọi người nào. Hello. Không thích thấy bạn Xuân đâu, hết hello. Cùng xem lại 12 chú mèo nhé. Đây là chú mèo chuẩn bị đi chơi, xong rồi get out, xong rồi té cái đùng nè. Sau đó đến chú mèo đang ăn bánh cá. Chú mèo chuẩn bị ăn, chú mèo đi ngủ. Chú mèo đang ăn cơm nấm. Chú mèo ngủ rồi. Chú mèo này là chú mèo Mimi. Còn đây là chú mèo đang liếm lông. Đây là chú mèo và một người bạn của mình. Ôi ôi. Bé mèo đang ngủ. Đây, Sakura và bạn Mata. Mata, quay qua chào mọi người coi. Mata, ơi, dễ thương quá, chào tạm biệt. Ôi trời.